Đông đảo khách hàng đã đến với lễ mở bán giai đoạn 1 dự án khu đô thị thương mại dịch vụ Cát Tường Phú Nguyên do Công ty Cổ phần Địa ốc Cát Tường Đức Hòa làm chủ đầu tư vừa tổ chức ngày 29 tháng 11 vừa qua tại trung tâm hội nghị Grand Palace quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Đợt mở bán này, Công ty Cát Tường Phú Hòa đã chào bán 250 nền đất có giá chỉ từ 350 triệu đồng một nền với sự tham dự của khoảng 800 khách hàng. Toàn bộ 250 nền đất đã được bán hết trong lễ mở bán ngày 29 tháng 11 vừa qua. Đại diện chủ đầu tư giải thích lý do vì sao dự án nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía khách hàng. Mình chỉ có lấy 40% quỹ đất ở, dành lại 60% cho quỹ đất công viên và các dịch vụ công cộng. Trong đó có một cái hồ sinh thái rộng tới 12 hectare. Chủ đầu tư cam kết rằng Công ty Cổ phần Địa ốc Cát Tường không những bán đất, không những bán nhà mà bán một giải pháp an cư. Dự án Cát Tường Phú Nguyên của chúng tôi thì hiện tại là đã sổ hồng riêng từng nền, khách hàng mua không còn phải lo về vấn đề pháp lý. Dự án khu đô thị thương mại dịch vụ Cát Tường Phú Nguyên tọa lạc ngay mặt tiền tỉnh lộ 824 Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa, Long An, giáp ranh với Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Vị trí dự án dễ dàng kết nối với thành phố Hồ Chí Minh khi chỉ mất 20 phút đi xe đến sân bay Tân Sơn Nhất và 30 phút để đi đến các quận thuộc trung tâm thành phố. Đặc biệt, tại lễ mở bán, công ty cũng đưa ra một số chương trình ưu đãi dành cho khách hàng với tổng dự án lên đến hơn 500 triệu đồng.